Vân Anh rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Phụ nữ và cuộc sống của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay, trước khi cùng đến với phóng sự Cơ hội phát triển kinh tế thoát nghèo cho phụ nữ nông thôn miền núi Lào Cai, mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Hoàng Thương gặp gỡ với đầu bếp Thu Hương, chủ tiệm bánh Suti Cake, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai. Chị Thu Hương sẽ hướng dẫn chúng ta làm một món bánh rất hấp dẫn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Các bạn thân mến, bánh quy là một loại bánh quen thuộc được nhiều người yêu thích. Bánh thì có nhiều loại, nhiều vị khác nhau và cách làm cũng khá đơn giản. Nhưng để bánh ngon hơn, thơm hơn và giòn hơn thì cần có những mẹo riêng của mỗi đầu bếp. Và trong mục sắc màu cuộc sống hôm nay thì với sự hướng dẫn của chị Thu Hương, đầu bếp của hiệu bánh Suti Cake ở Lào Cai thì sẽ giúp quý vị và các bạn có được những cách làm và một số lưu ý đặc biệt để có thể giúp cho chiếc bánh quy ngon hơn. Và xin cảm ơn chị Hương đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Chào Hoàng Thương, chào khán giả đang xem chương trình. Mình rất vui khi được tham gia chương mục ngày hôm nay. Vậy thì để làm được một chiếc bánh quy trong chương trình ngày hôm nay thì mình đang cần phải có những cái nguyên liệu như thế nào đây ạ Hương? Nguyên liệu mình sử dụng ngày hôm nay thứ nhất đó là bơ lạc, đây là bơ bơ động vật. Cái thứ hai đó là kem tươi whipping cream. Cái thứ ba là trứng gà. Cái thứ tư là bột lion sư tử. Này thì em dùng sữa bột nguyên kem. Còn các mẹ mà làm cho các bé ăn thì mình sử dụng bột của em bé luôn, không cần phải dùng sữa bột nguyên kem. Thứ sáu đó chính là đường bột. Hiện tại bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé. Thứ nhất là mình sẽ cân bơ. Hàm lượng ở đây mình sử dụng cho một công thức là 150g bơ động vật. Mình sẽ bỏ lên cân và bây giờ mình sẽ thứ nhất là mình sẽ cho trứng. Sau đó sẽ là sữa bột. Đây là bột sư tử này. Bột sư tử này có tác dụng gì nhỉ? Thứ nhất là để nó tạo mùi thơm. Cái thứ hai nữa là khi mình làm cái bánh này ấy, nó sẽ tạo cái màu nó đẹp hơn. Cuối cùng nó là đường. Mình sẽ cân 100g đường. 100g đường. Cuối cùng là mình sẽ cho 10g whipping vào đây. Đây là kem. Thì nó sẽ làm cho bánh ngậy hơn à hay? Cái này nó sẽ làm cho bánh nó béo hơn, ngậy hơn. Khi mà đã cho hết nguyên liệu rồi thì mình sẽ phải đánh trộn đều lên đúng không? Đúng rồi ạ. Mình sẽ phải đánh trộn đều lên. Đây là máy đánh trứng, mình sẽ lắp vào máy đánh trứng này. Phải cần có hai cái rồi. Đúng rồi ạ. Cái này dùng tay đánh không được. Dùng tay đánh mình sẽ không thể đánh bông được bơ và cũng không thể đánh bông được tất cả các nguyên liệu này hòa quyện được. Cái này mình sẽ phải làm cho nó, thứ nhất là mình đánh tốc độ chậm để cho nó hòa quyện. Sau đó là mình sẽ tăng tốc độ cao nhất để đánh làm sao để bông cái bơ này nó phải chuyển sang trạng thái màu trắng nhạt. Mình thử bằng cách mình sờ tay và nếu mà nó còn hạt đường ấy thì là còn chưa được, nhưng mà nếu mà nó đã tan hết đường rồi thì có nghĩa là đã được rồi. Mình sau khi mà trộn xong rồi ạ. Đúng rồi. Thì mình sẽ đến cái công đoạn là mình sẽ rây bột mì vào đây. Mình có cần phải đo bao nhiêu lượng bột không? Có ạ, hàm lượng bột em sẽ cân vào đây là 200g. Vẫn phải cho vào một cái. Đúng rồi ạ, phải rây. Nếu không thì nó sẽ bị vón cục ấy. Nó bị lợn cợn. Cái công đoạn quan trọng nhất của cái bánh này ý, đó là ở khâu đánh bơ. Khâu đánh bơ là mình phải đánh thật là kỹ và nó phải thật là bông. Sau cái khâu đánh bơ đấy thì đến cái khâu đó là mình trộn bột này thì mình chỉ cần nó hòa quyện cái bột vào. Không được đánh lâu quá bởi vì nó sẽ bị chai bột. Chỉ cần nó hòa quyện vào nhau là được rồi. Như thế này thì đã được chưa nhỉ? Như thế này là được rồi chị nhé. Bây giờ em sẽ cho vào cái túi bắt kem. Có rất nhiều loại đuôi thì ở đây em sử dụng đuôi là đuôi 195, đuôi chuyên dùng cho bánh quy. Mình sẽ bắt. Khá là thú vị. Cái đầu này nó là hình như thế nào thì bánh quy sẽ ra hình như thế đúng không? Đúng rồi, mình có thể ra được rất là nhiều hình chị. Rất là hấp dẫn. Cái này là mình đã xong rồi, em chỉ hướng dẫn tạo hình hai kiểu thôi. Như thế này thì nếu như mà chưa quen ấy thì có thể khi mà bắt bánh xong mình sẽ cho vào trong ngăn mát tủ lạnh tầm khoảng 10-15 phút để cho nó giữ được cái vân bánh. Sau đó mình bắt đầu mình cho vào lò nướng. Thời gian đầu ấy mình nướng sẽ là tầm khoảng 5 phút đầu mình sẽ cho nhiệt rất là cao để cho cái bánh hơi xém mặt tầm khoảng 230 độ. Sau đó là mình sẽ giảm nhiệt xuống còn tầm khoảng 160 đến 175. Rồi bắt đầu là mình sẽ ở trạng thái là để làm bánh chín và hong bánh khô hơn.
Mức nhiệt là để 230 độ trong vòng thời gian tầm khoảng 5 phút. Bây giờ cái thời gian mình đã đạt được, nó đã xong rồi thì bây giờ em sẽ bỏ bánh ra nhé. Rất là thơm. Đây là cái bánh thành phẩm sau khi mà mình nướng xong. Chắc chắn là với những chia sẻ của Thư Hương thì khán giả của chương trình cũng đã có cho mình được những cái bí quyết riêng để làm ra một chiếc bánh quy ngon và thơm như thế này. Cảm ơn Thư Hương rất là nhiều. Cảm ơn chị Thư Hương, cảm ơn chương trình. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay việc phát triển mô hình tổ hợp tác, liên kết, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai được tỉnh Hội Phụ Nữ đặc biệt quan tâm. Nhiều mô hình tổ hợp tác, tổ liên kết, hợp tác xã tại địa phương do phụ nữ quản lý đã và đang hoạt động hiệu quả, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hội viên phụ nữ, đồng thời khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trong xã hội. Phóng sự sau đây của phóng viên Thùy Linh và Thanh Tùng sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu hơn về hiệu quả của mô hình này đối với hội viên phụ nữ trong phát triển kinh tế. Diện mạo nông thôn tại xã Long Phúc, huyện Bảo Yên đã có nhiều khởi sắc kể từ khi các chị em trong thôn tham gia vào mô hình Tổ phụ nữ liên kết sản xuất chăn nuôi lợn đen bản địa xã Long Phúc. Tháng 1 năm 2017, 14 chị em phụ nữ cùng sở thích chăn nuôi đã được tập hợp trong Tổ phụ nữ liên kết sản xuất kinh doanh nuôi lợn đen bản địa, xã Long Phúc. Tham gia tổ liên kết, mỗi hội viên được Hội Phụ Nữ tỉnh hỗ trợ cho vay 10 triệu đồng trong vòng 1 năm. Nhờ tinh thần đoàn kết, cùng chia sẻ khó khăn, đặc biệt là sự chủ động vào cuộc của Tổ chức Hội Phụ Nữ ở cơ sở, đã giúp chị em có các điều kiện tốt nhất về nguồn vốn, con giống và kỹ thuật chăn nuôi. Cho đến nay, mô hình Tổ phụ nữ liên kết sản xuất chăn nuôi lợn đen bản địa xã Long Phúc đã mang đến những đổi thay tích cực cho nhiều hộ gia đình nơi đây. Đến tháng 1 năm 2018, 14 hội viên đã trả được số tiền gốc và bình quân mỗi hộ thu về được trên 35 triệu đồng. Đặc biệt trong số 14 hội viên, trước đây có 3 hộ nghèo và 2 hộ cận nghèo, thì đến tháng 6 năm 2018 đã vươn lên thoát nghèo. Từ lúc được phụ nữ tỉnh quan tâm và hỗ trợ cho vay vốn nên là chị em vào chăn nuôi thì phát triển kinh tế khá lên và thu nhập thì ổn định hơn và đủ để sinh hoạt hàng ngày này, lo cho con cái, lo gia đình, nói chung là khá lên hơn so với trước chưa chăn nuôi. Xã Lùng Vài, huyện Mường Khương nổi tiếng với nhiều nghề truyền thống, trong đó có nghề nấu rượu bằng men lá ở thôn Na Lang. Vài năm trở lại đây, sản phẩm rượu men lá đã được khôi phục và phát triển, nhất là khi hợp tác xã rượu men lá Na Lang được thành lập. Đây là mô hình do Hội Phụ Nữ xã Lùng Vài sáng lập và quản lý. Tham gia hợp tác xã, gần 50 hộ đã có được nguồn thu nhập ổn định để cải thiện đời sống gia đình. Đặc biệt thời gian gần đây, ngoài việc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, hợp tác xã rượu men lá còn mở thêm hướng đi mới bằng việc tận dụng rượu cuối kết hợp với hoa dâm bụt để chế biến thành sản phẩm giấm hồng độc đáo nhằm tăng nguồn thu cho xã viên. Hướng đi này được các hội viên nhiệt tình hưởng ứng. Như ngày xưa chưa có hợp tác xã thì là các hộ gia đình chỉ có lưu giữ lại để cải thiện gia đình, nhưng mà bây giờ thì có cái hợp tác xã thu mua giấm hồng thì cũng vừa có phần thu nhập này, vừa lưu trữ được cái sản phẩm giấm hồng của địa phương và cũng cho dân tộc giấy của mình ở trên này. Do là từ truyền đời được các cụ nên là toàn bộ chị em xã viên, cái hội viên của Hội Phụ Nữ xã thì hầu như là các chị đều có cái kinh nghiệm làm giấm rất là tốt. Vâng, thế nhưng mà mới chỉ là làm để phát triển trong cái mô hình là tự phục vụ thôi. Thế chính vì cái vấn đề đấy thì mình mới qua khảo sát thị trường và qua khi có kinh nghiệm của chị em thì mình mới phát triển cái mong muốn là phát triển lại cái dòng giấm này và khôi phục lại cái dòng giấm này để làm sao mà nó có thể tiếp cận thị trường được rộng hơn và tất cả mọi người đều có thể được sử dụng được cái loại giấm nó rất là đặc trưng.
Còn đây là hợp tác xã Mường Hòa tại xã Tả Văn, huyện Sapa, với sản phẩm chủ yếu là thổ cẩm truyền thống và hương thảo mộc. Phát huy lợi thế nghề truyền thống sẵn có tại địa phương, hợp tác xã ngay khi mới thành lập đã nhận được sự ủng hộ của nhiều chị em phụ nữ tại địa phương. Thế tham gia cái hợp tác xã này thì thu nhập cho gia đình mình nó khá hơn. Nó phụ được cho gia đình mình một phần, giống như kiểu mình lo cho được cho gia đình mình một chút. Hợp tác xã rượu Men Lá Na Lang và hợp tác xã Mường Hòa là hai mô hình được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hỗ trợ thành lập trong năm 2018. Cho đến nay, toàn tỉnh đã có 8 mô hình hợp tác xã do phụ nữ quản lý và đa phần đang hoạt động khá hiệu quả. Những mô hình như vậy sẽ giúp chị em có thu nhập, cải thiện cuộc sống và có điều kiện tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình phát triển kinh tế tại địa phương. Chỉ tiêu đặt ra là cả nhiệm kỳ thì Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng đăng ký với Trung ương Hội là thành lập mới 2 hợp tác xã. Tuy nhiên thì năm 2018 thì Hội cũng đã hỗ trợ để thành lập được 2 hợp tác xã do phụ nữ làm chủ. Hội cũng tăng cường thành lập các cái mô hình liên kết sản xuất kinh doanh. Thì trong năm 2018 thì thành lập mới được 8 cái mô hình liên kết sản xuất kinh doanh do các cái cấp hội thành lập, và nâng cái tổng số là lên là 44 cái câu lạc bộ, các cái tổ liên kết sản xuất kinh doanh. Việc triển khai các mô hình kinh tế hợp tác mới đang ở bước đầu, tuy nhiên đã khẳng định hướng đi đúng đắn trong công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Thời gian tới, các cấp hội phụ nữ sẽ tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, tận dụng các nguồn lực, xây dựng các mô hình kinh tế hợp tác để tăng thu nhập, cải thiện đời sống hội viên, đồng thời khẳng định vai trò, vị thế của người phụ nữ trong xã hội hiện đại. Chương trình Phụ nữ và cuộc sống của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình Phụ nữ và cuộc sống số sau.